Rồi, chào con, em nay theo con hộp số má Thủy nè. Hộp số dành cho D9 nè, trở lên. Nè. À, số dành cho D9 trở lên nha. Nặng 21 kg, nghĩa là hai dòng máy ra một dòng ra ngoài. Nghĩa là máy nổ hai dòng nè, một hai dòng thì này ra một dòng. Là 1221. Nặng 24 kg. Số Thủy. Trần Hưng Đạo. Đó, số đỏ xanh tùy theo màu thôi nha. Cái chất liệu giống nhau, thấy khác màu thôi. Xanh màu đỏ thôi. Số Thủy là hai số to, một số lui, một số tới. Một mo là quay không chạy hết nè, còn số tới nè. À, ngày tới nó chạy thôi. Vậy thôi, đơn giản thôi, nó hai số vậy đó. Không? À, vậy đó. Nghĩa là hai dòng quay này nè, hai dòng máy là một dòng ngoài ra đó. Cái lui tới ha, nó lui nè. Rất là nhẹ nhàng nha, thấy không? Này số cơ, gọi là số cơ. Còn có là từ D15 cho lên và D9 cho lên, hai loại. D9 cho lên là hộp số nhỏ, 20 kg thôi, 24 kg. Đầu con là có nhu cầu luôn, 0886356707. Hai một nghĩa là hai dòng quay này nè, hai dòng máy á là ra một dòng ngoài, đó là 21. Còn có hai số là một số tới, một số ve, vậy thôi, đơn giản không. Số rất nhẹ nhàng nha. Con này có nhu cầu luôn à, 0886356707. Rất là nhẹ nhàng, máy 9 ngựa cho nên chạy được. Có hai loại máy 9 ngựa trở lên, để máy 15 ngựa trở lên. Con gắn cho phù hợp. Hộp số mà phải giảm nha con, nghĩa là máy chạy 3.000 dòng sẽ giảm xuống 1.500 dòng, đó là giảm. Hộp số là phải giảm. Máy mạnh. Hay gọi là hộp nhông á, đây nè. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.